Dạ, Hiếu Fan Vlog mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với kênh thông tin tin tức của Hiếu. Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2022, thì Hiếu lại tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến Thiền Am để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả được biết. Đặc biệt, nội dung trong video này, Hiếu xin chia sẻ tiếng nói của một chị gái. Chị phân tích, mổ xẻ, bình luận câu chuyện có liên quan đến Thiền Am rất là hay và có một sự so sánh với một cái vụ án khác, đó là cái vụ án của một nữ sinh lớp 12 đụng phải ông to mặt lớn, thưa vị. Thì ở đây ý của chị muốn nói là những người thấp cổ bé họng, nếu mà không có những cái mảng truyền thông, những cái tiếng nói như chúng ta, thì những cái vụ án đó họ sẽ bị quan sai ở đây, đặc biệt là đối với trường hợp của Thiền Am Anh Bổ Trụ. Thì vị khán giả cũng đã biết rồi, từ bấy lâu nay họ luôn luôn lên trên mạng xã hội vu khống bịa đặt câu chuyện cho Thiền Am Bổ Trụ là loạn luân, giả sư trục lợi, rồi giả trẻ mồ côi vân vân các kiểu hết. Ở đây chị cũng muốn có lời khuyên để gửi đến cho tất cả những ai mà từ bấy lâu nay vu khống Thiền Am là hãy đặt cái hoàn cảnh của mình vào cái đại gia đình Thiền Am đi, thì các bạn mới thấy được là cái nỗi đau của họ như thế nào. Chứ đừng có ở đó mà lên trên mạng xã hội vu khống cho họ hết ngày này, tháng nọ, năm kia như vậy, là nó hoàn toàn không có đúng với đạo lý của con người cũng như là đúng với quy định của pháp luật. Đó, thì đó là một cái lời chia sẻ rất là chân tình, rất là hay của một chị gái mà hôm nay Hiếu muốn gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết. Rất mong là vị khi xem video này để lại một bình luận nhận xét cho lời chia sẻ của chị, cũng như là bấm một like tặng cho chị, một đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu à. Trước khi vào nội dung nghe chị chia sẻ thì Hiếu cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ Hiếu mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của chị gái nhé. Hiếu xin cảm ơn chị rất là nhiều đã có tiếng nói của mình để ủng hộ Minh Quang cho Thiền Am Bổ Trụ. Xin cảm ơn chị và cũng rất cần những cái tiếng nói giống như chị trong thời điểm hiện tại, thưa quý vị khán giả. Hiếu xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian ra nghe chị chia sẻ. Mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của chị sau đây nhé. Hôm nay mình sẽ mổ xẻ câu chuyện như thế này. Từ vụ án của Thiền Am nhìn sang vụ án của nữ sinh lớp 12 cho thấy điều gì? Và một cái sự để cho mọi người thấy rằng tiếng nói tạo nên sự thay đổi như thế nào. Thì bữa giờ những người mà phản đối hoặc là kết tội Thiền Am, ngay cả khi hiện tại chưa có bản án gì, là bởi vì sao? Vì họ nghĩ rằng họ, cuộc đời họ chắc chắn sẽ không bao giờ giống như Thiền Am. Họ sẽ không đi tu như Thiền Am. Họ sẽ không nuôi con mồ côi như Thiền Am. Họ sẽ không giả sư trục lợi, lừa đảo tiền bạc hay là cái gì đó như Thiền Am. Đúng không? Họ nghĩ cuộc đời của họ chắc chắn họ sẽ không thể nào giống như Thiền Am. Cho nên họ hết sức bàng quang đứng ở ngoài để phán xét người ta, ngay cả khi người ta chưa bị kết tội. Nhiều người hôm qua còn vô bắt bẻ tôi là cái câu là gì? Tôi nói bắt bẻ tôi là bảo là cô nói rằng loạn luân tự nguyện là vô tội. Đó, cái trình độ của họ nghe, họ hiểu được như vậy thôi. Loạn luân tự nguyện, cái đó là tôi nói ở đây là gì? Nếu như giả sử Thiền Am có loạn luân, đó cũng là tự nguyện của họ. Còn chứng minh họ có tội đi, thì ngay cả khi họ có loạn luân tự nguyện, họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, họ vẫn phải thi hành đúng cái luật. Chứ tôi có nói họ vô tội ngay cả khi họ tự nguyện đâu. Tôi chỉ nói rằng ở thời điểm hiện tại họ đang vô tội về cái tội loạn luân. Nghe trình độ không có mà cứ bị đặt nhảy vô để mà ý kiến ý cò. Kênh của tôi này chỉ dành cho người có nhận thức, hiểu biết và tôn trọng lẽ phải, công bằng thôi. Còn cái người mà cái thứ mà nhỏ nhen ích kỷ thì có nghe cũng không hiểu được đâu. Nghe làm sao bây giờ bảo tôi là tôi nói rằng loạn luân tự nguyện là vô tội. Ủa? Bây giờ loạn luân tự nguyện mà có chứng cứ không? Tôi đang nói ở đây là gì? Người ta có loạn luân thì người ta cũng đang tự nguyện. Bạn không cần phải sồn lên. Thay vào đó bạn nên đi cứu cô Diễm My, đấu tranh cho cô Diễm My. Cô đó cũng nói lên có cái dấu hiệu loạn luân mà cô đang tha thiết thỉnh cầu mọi người cứu giúp đó. Nhảy qua bển, giải quyết cái vụ đó trước đi. Nghe sao mà giờ vào bảo là tôi nói loạn luân thì tự nguyện là vô tội. Trời ơi, bất cứ ai vi phạm pháp luật là có tội. Hiểu chưa? Còn hiện tại họ chưa vi phạm, chỉ là mấy người kết án họ thôi.
Thì thời điểm hiện tại họ vẫn vô tội mà. Còn bây giờ kết án họ đi, lấy chứng cứ đi, và ngay cả khi họ tự nguyện thì họ có tội theo pháp luật mà xử. Nghe hành xác không hiểu bất giác gì, bởi vì nghe là phải gì, phải bình tâm, phải tỉnh, phải 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 tỉnh táo thì mới hiểu tôi nói cái gì. Mới nói một câu đầu cái gì hiểu tới đó, rồi bắt đầu máu, cục máu nó dồn lên trên não, đâu có kịp để tư duy đâu. Thế là cứ ngồi phán theo cái cảm tính của mình. Với một cái nữa, tôi nói là tôi nói quan điểm của tôi, bạn không đồng tình bạn giữ quan điểm của bạn, khỏi vô tranh cãi. Tôi đâu có bắt bạn phải theo quan điểm của tôi đâu, hiểu chưa? Thì những người đó họ cho rằng cuộc đời họ sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện như thiện ác, cho nên họ bàng quan, họ lên án, họ miệt thị, họ sát phạt, họ dùng đủ mọi thứ để tàn ác với một cái nơi như vậy. Vậy bây giờ nhìn nhìn sang cái vụ án của nữ sinh lớp 12 thì bạn sẽ thấy được bạn nằm ở trong đó. Bạn có thể không giống Thiện An, nhưng bạn rất có thể sẽ giống như cô gái nữ sinh lớp 12. Bỗng một ngày đẹp trời, con mình đi ra đường đụng phải một cái ông lớn chết. Bạn có ngờ được chuyện đó không? Bạn có đi ra đường không? Người nhà của bạn có đi ra đường không? Bạn có ngờ được không? Chừng nào nó đến y chang như cái vụ nữ sinh lớp 12 đi, lúc đó sẽ hiểu cho Thiền Am muộn rồi. Rồi tiếng nói tạo nên sự thay đổi như thế nào? Bây giờ bạn nghe một câu chuyện bình thường, bạn không phải là người nhà gì của cái cô gái nữ sinh lớp 12 đó cả. Bạn đứng là một người ở góc độ là một người hết sức ngoài cuộc, không có mối quan hệ gì, cũng không có biết gia đình họ trước đó. Bây giờ bạn nghe một câu chuyện, bạn nghe một câu chuyện như thế này. Một cô học sinh ở lớp 12 đi lên trường lúc 7 giờ 30 sáng, đi đúng, chấp hành đúng luật giao thông. Cô đang đi trên đường của mình, bỗng có một chiếc xe ở đằng sau ủn lên, tông vào đít của cái cô đó, văng xa 4 mét, đập vô cột điện và chết. Thì sau đó bạn nhận được, gia đình bạn nhận được một cái tin là cô này có nồng độ cồn trong máu. Rồi sao? Bạn có tức tối không? Bạn nghĩ sao? Thứ nhất, đây là một cô nữ sinh nha, một cô nữ sinh mà nhà trường cũng xác định là cô ta là một cái học sinh ngoan, chứ không phải là học sinh mà tối ngày đi bar nhậu nhẹt. Rồi ngay cả khi tôi cho đây là một cô gái phục vụ trong quán bar đi, thì quán bar người ta cũng 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 đâu có uống rượu buổi sáng sớm lúc 7 giờ sáng. Bây giờ tôi không không nói ngay cả khi tôi hỏi ngay chính những cái anh bợm nhậu á, những cái anh mà con đàn ông á bợm nhậu á, hỏi các anh nè, các anh thường nhậu vào lúc mấy giờ? Có anh nào bợm nhậu mà mới bảy bảnh 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 mắt ra 7 giờ sáng ngồi nhậu chưa? Cũng có nhưng mà hiếm lắm. Ngay cả bản thân các anh bợm nhậu, các anh cũng không có chọn cái giờ 7 giờ sáng để nhậu. Cái chuyện nó hết sức phi lý, nghe vô là nó không có lọt tai rồi. Rồi, và bạn biết tại sao mà lại có cái bản xét nghiệm máu đối với một người bị nạn không? Thường thường đối với trong một cái vụ tai nạn á, cái người gây ra tai nạn mới cần xét nghiệm nồng độ cồn. Cái người ta đang bình thường có gì chứ, cái người gây ra tai nạn người ta mới cần xét nghiệm cái nồng độ cồn của cái người gây ra tai nạn để kiểm tra xem họ có độ cồn không. Thường thường người ta sẽ xét nghiệm là xét nghiệm cái người gây ra tai nạn để xem họ có tỉnh táo khi điều khiển giao thông không mà họ gây ra tai nạn. Còn cái người bị gây ra tai nạn thì đi đi đè ra xét nồng độ cồn trước. Còn cái nồng độ cồn của cái người gây tai nạn thì kêu là tuyệt mật, không công bố. Nghe thấy nó vô lý chưa? Một cái điều mình chỉ cần đứng ở ngoài mình nghe nó phải có lý mới được. Rồi sau khi phải vô lý thì sao? À, mà bạn có biết tại sao người ta lại đưa cái bản nồng độ cồn của cô gái đó không? Mục đích là gì? Mục đích của cái bản mà công bố cái nồng độ cồn đó để làm gì biết không? Là để giảm tội cho người gây tai nạn, đổ phần lỗi thuộc về cái cô gái đó. Đấy, mục đích đầu tiên có cái bản đó là như thế. Thì cái vấn đề là
đụng phải ông lớn thì sẽ có những cái điều nó khuất tất chạy đến với mình mà mình không biết. Nếu như đụng phải một cái ông tài xế quèn thì có ai đi xét nghiệm nồng độ cồn của cái cô gái đó không? Mà người ta sẽ xét nghiệm nồng độ cồn của cái ông tài xế quèn kia. Rồi sao nữa? À, họ tung ra cái tin này, đưa ra cái tin nồng độ cồn của cô gái này trước để làm gì? Thăm dò dư luận. Nếu không ai phản ứng gì là họ chắc bẩm, họ dùng cái này để họ giảm tội được rồi. Nhưng xui cho Lan, có rất nhiều người ngoài kia họ có cái nhìn đúng đắn, họ nghe họ thấy phi lý quá thì họ lên tiếng, họ phản đối, họ thắc mắc. Ai cũng thắc mắc, tại sao lại lại một cô gái cùng lớp 12 7 giờ sáng mà lại có nồng độ cồn trong máu, mà trong khi cô ta không phải là đi chơi đi nhậu mà mới đi lên trường để nhảy lại lấy giấy báo thi về. Không phải là cô ta đi ra từ quán bar, quán rượu, quán cà phê mà đi ra từ trường học. Thì sao? Dư luận đặt nhiều câu hỏi. Cuối cùng lòi ra là gì? À, trong một cái vụ tai nạn để mà yêu cầu xét nghiệm mà mẫu máu á, thì thường nếu như cái nạn nhân đó còn sống thì công an điều tra họ sẽ đề nghị kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường. Còn trường hợp mà không thể kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường được á, thì công an sẽ có cái đề nghị chỉ định cái đơn vị nào đó xét nghiệm. Đó là đúng cái quy trình. Còn sau khi dư luận phản ứng, đúng không? Dư luận nêu ý kiến, nêu quan điểm. À, tôi thấy cái vụ này nó có cái gì đó, tức là nhiều người đưa ý kiến thắc mắc ra. Thì bắt buộc các cơ quan chức năng phải điều tra kỹ lưỡng. Và họ phát hiện ra là cái việc xét nghiệm cái mẫu máu này, cơ quan chức năng chưa có đề nghị. Tự bệnh viện nó làm. Rồi cái nữa, à, dù cho nó là cái quy định và luật lệ của bệnh viện, thì bây giờ cuối cùng sao? Lòi ra là gì? À, cái quy trình xét nghiệm cái mẫu máu đó không đúng, bỏ qua cái trường hợp cái gì nội nội gì đó, từ chuyên môn tôi quên rồi, đọc báo xong tôi quên rồi, nói chung là không đúng quy trình lấy mẫu xét nghiệm đấy. Xong cuối cùng sao? Người ta phản ánh, người ta nói gì? Một cô nữ sinh lớp 12 đi lên trường lấy giấy thi, lấy cái thông tin báo thi mà lại có cái nồng độ cồn, người ta đặt nghi vấn. Thì người ta trả lời như thế nào? Do ăn sữa chua. Ồ, nguy hiểm quá. Cuối cùng ăn sữa chua đó. Cái ăn sữa chua nghe có vẻ hợp lý ha. Tại vì buổi sáng người ta hay ăn sữa chua, nó mới hợp lý đó. Nhưng mà tự nhiên bây giờ lại đổ qua là do cái nồng độ cồn, do ăn sữa chua hay là ăn những cái món đồ ăn, thức ăn gì đấy nó có cái lên men thì nó sẽ bị nồng độ cồn. Trời, nguy hiểm chưa? Thì nó cứ vòng vòng khuất tất như vậy. Những cái điều khuất tất nó vẫn xảy ra trong xã hội, và nó tương lai nó sẽ xảy ra với bất cứ ai. Bạn có thể ngừa, bạn không thể giống như Thiền Am, bạn sẽ không loạn luân như Thiền Am, bạn sẽ không tu như Thiền Am, bạn sẽ không lừa đảo như Thiền Am, nhưng bạn không thể không đi ra đường như cái cô gái lớp 12. Bạn cũng có thể, bạn không thể nào bạn ngừa được, bạn né đụng những ông lớn. Đó là cái gì? Là bất cứ những cái oan sai, những cái bất công nào nó có thể chụp lên đầu bất cứ ai. Trời kêu ai nấy dạ, khi nào cái đứa oan nó ập tới rồi, lúc đó sẽ biết sự thống khổ của những người thấp cổ bé họng. Đó là gì? Tiếng nói tạo nên sự thay đổi. Nếu như ban đầu họ tung ra cái tin, à, bản xét nghiệm của cô gái lớp 12 này mà có nồng độ cồn, không ai ý kiến, thì chắc hẳn rằng cô ta sẽ bị vừa bị chết oan, lại còn bị kết thêm một cái tội là uống rượu buổi sáng sớm. Thế có oan ức tới mức mà người chết rồi mà cũng không tha không? Người ta chết rồi mà cũng không tha. Cũng may là gì? May là cái chỗ là có cái camera của người dân ghi lại cái cảnh đụng xe đó. Bây giờ tôi giả sử đụng phải cái chỗ không có camera thì sao? Cái nỗi oan ức nó còn tới cỡ nào nữa? Ý là có một cái cảnh cô gái đang đi bình thường, cái xe hơi đánh lái sang làn gì đấy, tông phải đít văng lên.
và tài xế xuống xe tay còn cầm điện thoại, bằng chứng sờ sờ, tất tần tật mọi thứ đều bất lợi cho bên gây tai nạn. Nhưng kết quả thì lại đang muốn đổ hết lỗi cho người bị hại. Đó là vì sao? Bởi vì họ là dân đen, họ là dân thấp cổ bé họng, họ làm được gì? Thích phán thế nào thì cứ phán. Nhưng rồi sao? Những người có lương tâm, những người có trí tuệ, những người có nhận thức nhìn vào sự việc đó, thấy vô lý, cất lên tiếng nói của mình. Lúc đó bắt buộc họ phải có một cái kết luận khác. Tại vì nếu mà đi trái với cái dư luận thì dư luận nó sẽ bùng lên nữa. Họ không có thắng được dư luận. Đó là nhờ những người biết nhìn vào sự việc, biết phân biệt đúng sai, thì họ sẽ cùng nhau cất tiếng nói để bảo vệ cái lẽ phải. Thì bắt buộc những cái đối tượng nào đó cố ý làm sai, họ sẽ phải rụt cái vòi lại, họ thu vòi lại. Đó, người ta mới nói là tiếng nói tạo nên sự thay đổi là như vậy đó. Còn nếu như không ai nói gì hết, ai cũng đọc cái bản kết quả, kết luận người ta đưa ra, cái chật nhỏ này đúng là con gái hư, mới sáng sớm mà đã uống rượu rồi. Thì sau này bất cứ ai đi ra đường đụng phải người có số má, họ sẽ tặng cho cái giấy xét nghiệm có nồng độ cồn. Hiểu chưa? Cho nên nhiều người họ bàng quan trước cái nỗi đau và oan sai của người khác, thì sẽ có một ngày họ sẽ phải nếm trải cái nỗi đau đó. Họ không hiểu được đâu. Có nhiều người họ không hiểu, bởi vì họ không biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Có một câu hết sức là dễ dàng để trả lời tất tần tật mọi cái hoàn cảnh luôn, là cứ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì mọi câu hỏi sẽ có câu trả lời. Dễ lắm. Chứ mình đừng có đứng ở hoàn cảnh của mình để mình phán xét cái hoàn cảnh của người ta. Mình có phải là họ đâu. Thì đối với những người, bất cứ ai, ngay cả từ học sinh, trình độ học sinh thôi, họ nghe qua cái câu chuyện của cái cô gái nữ sinh này, họ đều cảm thấy nó không thuyết phục. Không thuyết phục. Thì không thuyết phục thì họ phải lên tiếng để đòi lại sự công bằng. Thì bao nhiêu đợt đưa tin lên, rồi tiếng nói của người dân, những người xung quanh, những người thân lên tiếng, rồi họ lại cải chính lại, họ dần dần họ lần ra trong đó có cái sai phạm trong quá trình lấy mẫu, rồi lại đổ thừa là có thể là do ăn sữa chua. Mục đích là gì? Là chỉ để giảm tội cho người gây án. Cho nên xã hội nó còn rất nhiều kiểu, rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều trường hợp, không có cái trường hợp nào giống cái trường hợp nào cả. Cho nên mình cũng không thể mình khẳng định rằng mình chắc chắn sẽ không làm những việc như Thiền Am, mình chắc chắn cũng không có đi tu hay là như Thiền Am. Nhưng mình có thể là cô gái lớp 12 đi ra đường bị xe đụng phải một cái ông có số má nha. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đó cũng là nội dung trong video hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho quý vị được biết. Quý vị nhận xét nội dung này như thế nào? Rất mong là quý vị khi xem để lại một bình luận ở dưới video, cũng như là tiện tay đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi để cho mọi người biết đến kênh Hiếu Phan Vlog và giúp cho kênh Hiếu Phan Vlog ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Một lần nữa, Hiếu xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả thân thương cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ, cho Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo.